cộng đồng. Khi chọn tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, giáo hội muốn mời gọi con cái của mình tưởng nhớ tới những người đã khuất để cầu nguyện cho họ. Mặt khác, giáo hội cũng muốn chính những người còn đang sống hãy nghĩ đến thân phận đời mình. Một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải ra đi, nhưng những người thân yêu của mình đã lần lượt lìa bỏ thế gian để về với thế giới bên kia. Trong ý hướng đó, giờ này chúng ta mới tụ nhau nơi đây để thương cầu nguyện cho những người đã qua đời, để nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta với những người thương yêu, và nhớ lại những người đã ra đi từng nhắn nhủ chúng ta qua chủ đề thương và nhớ. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nài xin Chúa Thánh Thần đến hiện diện giữa chúng ta, cử hành giờ tĩnh nguyện này cho nên. Giờ đây chúng con kính mời cha sở làm dấu thánh hóa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngồi ba thiên chúa ở xuống trên chúng con, ban lòng ban chân chúa thánh nhân hồn san chúng con. Chí dám đánh đổi cả mạng sống mình
cho ta niềm vui. Các ngài thể là một người bạn tri kỷ hay trăm năm, đã từng cùng chúng ta chia vui sẻ buồn, từng nuôi ước vọng đi với ta đến tận chân trời để che chở, bảo vệ, để hiến dâng cuộc đời mình cho hạnh phúc của ta. Tất cả các ngài đã dệt vào đời ta bao kỷ niệm, bao thương mến. Khi nhớ về những tháng ngày đã qua, lúc mà cha mẹ, anh chị em, những người thân yêu còn sống, gia đình hạnh phúc và ấm cúng biết chừng nào. Thế mà giờ này khi về với mái nhà xưa, còn đó cảm giác được tựa vào bờ vai cha, còn đau cảm giác được nép vào lòng mẹ. Con còn đau những giây phút thư thái bình an, con còn đau những khoảnh khắc êm đềm hạnh phúc, và con còn đau những bữa cơm đạm bạc mà thấm nghĩa ân tình. Quả thật, niềm vui hạnh phúc vô bờ ấy nên còn đâu. Vì cha hoặc mẹ, vợ hoặc chồng, bạn hộ hoặc những người thân yêu của ta đã chẳng còn nữa. Hẳn lúc này ta mới thấm thía đến tận cùng sự trong vắng mọi khi về với gia đình, mới thấy rõ những nỗi khốn khổ trong thân phận kẻ mồ côi, mới cảm nhận sự đau đớn buồn phiền khi mình đi không ai nhớ, về không ai mong. Câu chuyện khi mẹ già đi. Một bà cụ già đi khám bệnh tại bệnh viện, bà có tiếng cầu xin bác sĩ với giọng điệu thành khẩn: "Bác sĩ có thể cho tôi thuốc về nhà uống được không? Tôi không muốn nhập viện, nhà tôi đơn chiếc lắm." "Con bà đâu? Bà đi khám một mình à?" "Tụi nó đi làm hết rồi, bận rộn đến nỗi để mẹ già 75 tuổi bệnh nặng đi khám một mình sao?" Mình hỏi xong, tự nhiên thấy có lỗi với bà cụ, bởi câu hỏi đó chỉ làm bà thêm tủi thân và xót xa. Người cần nghe thì không có mặt ở đây. Bà cụ ngồi đối diện với mình, dáng vẻ gầy guộc như cành khô, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể xuôi tay về đất. Vậy mà mình biết cho thuốc gì bây giờ? Insulin ư? Bà cụ có chiếc insulin được không? Nhìn đôi mắt ngấn ngấn lệ mà xe khắc trong lòng, ngỡ như mình đang kiệt nước. "Bà ơi, bà nghe lời con nhập viện đi, bệnh bà nặng lắm. Bà có thể vào hôn mê sâu do tăng áp lực thẩm thấu máu." "Không được đâu, bác sĩ cứ cho thuốc đi." "Bà đọc số điện thoại con bà đi, con gọi cho, bệnh bà phải nhập viện." Bà cụ nhìn mình một hồi mới lọc cặp mở tờ giấy lẫn lưng có ghi số điện thoại con mình. "Alo, phải chị là con bà Nguyễn Thị A không?" "Đúng rồi, mẹ chị bệnh nặng lắm, phải nhập viện. Cho thuốc về nhà được không? Bà còn phải coi nhà và hai đứa nhỏ nữa. Vợ chồng tôi chiều nay có cuộc họp
quan trọng. Chị nói đùa hay sao vậy? Tôi là bác sĩ đang khám cho bà đây. Mình gần như quát lên trong điện thoại. Vậy thôi, nhập thì nhập. Mà ở bệnh viện có dịch vụ thuê nuôi người bệnh không? Bây giờ mình mới hiểu được tại sao bà cụ không muốn nhập viện. Ôi, giá như mình đừng hiểu, đừng cố nhìn thật sâu vào lòng người. Nhiều khi chúng ta mải mê với cuộc mưu sinh mà quên còn mẹ già ở bên, bạn nhỉ? Hay do tình yêu mà sự hy sinh của mẹ quá thầm lặng đến nỗi chúng ta không còn cảm nhận được. Mỗi đêm chúng ta đi làm về, vội lao vào chiếc tivi xem trận bóng đá ngoại hạng, xem cô ca sĩ hở hang bốc lửa hát, mà quên hỏi mẹ hôm nay có khỏe không, ăn có ngon miệng không, mùa mưa về xương khớp có nhức mỏi hơn không. Có bao giờ chúng ta mua tặng mẹ một chiếc áo, một nhành hoa? Có bao giờ chúng ta chở mẹ lang thang phố, hay ghé vào một hàng quán nào đó, ngồi lặng im bên mẹ và nhìn mẹ ăn? Rồi một ngày không xa, chúng ta vội vàng đưa mẹ đến phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Rồi một ngày bác sĩ nhìn chúng ta lắc đầu hỏi: sao anh chị không đưa bà đến đây sớm hơn? Rồi chúng ta ngỡ ngàng hối tiếc: mẹ đã ra đi. Bây giờ bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiền của cũng không thể nhìn thấy thêm một lần nữa nụ cười hiền từ bao dung của mẹ. Trở về sau cuộc đào tạo, bàn chân con bước bao lần trong chân, bao lần khó ngủ trong đêm, lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng sự đời, mà ngày đó thịnh lình đến với các con như chiếc lưới trục xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Chúng ta vừa nghe nhắc nhớ chúng ta về thân phận
nay còn mai mất của con người. Trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu đã nói rõ điều ấy. Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Quả vậy, khi sinh vào cuộc đời, chẳng ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao, chẳng ai biết được tương lai mình sẽ thế nào. Thân xác ta ngày nay đẹp tốt là thế, một mai cũng ra cho bụi. Nhìn những hài cốt san sát kề nhau, chẳng khác nhau điều gì, chẳng hơn nhau điều chi. Lúc này đây, ta chẳng còn phân biệt sang hay hèn, trí thức hay thất học, đứng cao vọng trọng hay kẻ vô danh tiểu tốt. Những con người trong những hũ hài cốt này có thể ngày xưa đã một thời ồn ào náo nhiệt, một thời bon chen, một thời vùng vẫy giữa chợ đời ấy. Vậy mà giờ đây, những vui thú, những nhọc nhằn, những hận thù, những hờn căm, những lời hứa cùng với bao khát vọng, bao mộng ước, những bạc tiền và của cải, tất cả đã chìm sâu vào dĩ vãng, vào lãng quên. Ý thức được điều đó, giờ đây chúng ta cùng thành tâm dâng lên Chúa và mọi lời với các linh hồn, những ước nguyện của chúng ta. Lạy Chúa là Cha hằng yêu thương chúng con, xin thương các linh hồn rất đáng kính mến, khi được dịp phút sở hữu vẻ đẹp hình thể, chúc những thành công rực rỡ trong đời. Xin cho chúng con mãi mãi nhớ rằng một mai người sẽ
rất thường khi ta sống ơ hờ với nhau. Trong bộ phận là con cái, ta dùng đẩy nhau để chăm sóc cha mẹ, ta nặng lời chỉ trích cha mẹ. Tệ hơn nữa, ta bất chấp lời khuyên của cha mẹ, sống chẳng ra gì. Để rồi khi cha mẹ qua đi, ta lại cảm thấy hối tiếc vì mình đã làm cho cha mẹ phải nặng lòng, đã chẳng làm tròn bổn phận báo hiếu mẹ cha. Có đôi khi trong bổn phận là vợ chồng, đừng xấu tôi
Amen. Là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nhìn chào.